cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị C03 tiếp tục điều tra, xác minh nhiều tài sản liên quan đến các dự án lớn như Phước Kiển, khu tứ giác Bến Thành, Tân Thành, Long An, đồng thời ngăn chặn giao dịch tài khoản, cổ phần và bất động sản của nhiều cá nhân liên quan. Theo cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải công khai bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 được kiến nghị điều tra, xác minh nhiều tài sản trong vụ án bao gồm 61 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những tài sản đã bị kê biên theo bản án ngày 11 tháng 4 năm 2024 do Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1. Bất động sản tại số 129 Pasteur, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần đầu tư Peaceview đứng tên sở hữu. Tài sản là 6 bất động sản do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Hải Phú, công ty cổ phần đầu tư Tân Thuận Nam và công ty cổ phần Trần Lê Gia Trang đứng tên sở hữu. 1.784 bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu giữ tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 269 nhà đất cho thuê đã thu giữ tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 35 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phụ lục 11 của bản án. Các bất động sản do pháp nhân nước ngoài sở hữu liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình sở hữu ở nước ngoài. Dự án khu công nghiệp và khu dân cư tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Dự án The Spirit of Sài Gòn, khu tứ giác Bến Thành của công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Glory thuộc tập đoàn Bitexco. Dự án khu đô thị và khu tái định cư Sinh Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 100% cổ phần công ty Amaland PTE tại Singapore do công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị Sinh Việt làm chủ đầu tư. Đồng thời, C03 tiếp tục ngăn chặn giao dịch tài khoản của Chu Duyệt Phấn, Chu Duyệt Hằng, hai con gái của Trương Mỹ Lan và Trương Lập Hưng, cháu của Trương Mỹ Lan, cổ phần tài khoản ngân hàng và các bất động sản đứng tên Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phúc Anh cần tiếp tục ngăn chặn, tạm dừng giao dịch. C03 tiếp tục ngăn chặn giao dịch 3 tài khoản ngân hàng và 13 bất động sản liên quan đến Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công tù chung thân về tội tham mô tài sản. Thời điểm phiên tòa diễn ra, cựu giám đốc quỹ tín dụng này đang bỏ trốn. Đây là vụ án tham mô tài sản xảy ra tại quỹ tín dụng Nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Từ năm 1996 đến tháng 10 năm 2020, thời điểm Nguyễn Thành Công sinh năm 1955 giữ chức vụ giám đốc. Cùng với bị cáo Công, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tuyên phạt Đặng Văn Thành, sinh năm 1968, cựu phó giám đốc quỹ tín dụng, 5 năm tù. Trần Thị Ngọc Hà, sinh năm 1980, kế toán trưởng. Và Trần Thị Hà Phương, sinh năm 1995, cán bộ tín dụng. Mỗi người 3 năm tù về tội tham mô tài sản. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1995, thủ quỹ, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cũng về tội danh trên. Theo tài liệu điều tra, trong thời gian giữ chức vụ giám đốc quỹ tín dụng, Công đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ để vay tiền. Đến ngày 3 tháng 9 năm 2019, số tiền dư nợ của Công từ những hồ sơ lập khống trước đó là gần 24 tỷ đồng. Do không trả được số tiền dư nợ cho quỹ tín dụng, từ ngày 4 tháng 9 năm 2019 đến ngày 10 tháng 10 năm 2020, Công tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn, rồi chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các hồ sơ vay vốn cho Công nhằm mục đích tất toán, hợp thức hóa trên hồ sơ, chứng từ, số tiền vay trước đó. Dưới sự chỉ đạo của Công, cán bộ cấp dưới đã lập khống 124 hồ sơ vay vốn cho Công, giải ngân trên hồ sơ chứng từ gần 24 tỷ đồng. Vụ việc được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An phát hiện và chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Nghệ An. Trước khi bị Thanh tra Ngân hàng phát hiện, Công đã trả cho quỹ được hơn 300 triệu đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Quá trình điều tra, Nguyễn Thành Công thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vị giám đốc này khai số tiền tham ô được dùng để kinh doanh cho con gái đi du học và mua nhà ở Australia. Nguyễn Thành Công bán nhà, bán tài sản,
khắc phục được hơn 9 tỷ đồng cho quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa. Tuy nhiên, sau đó lợi dụng việc được tại ngoại, vào tháng 10 năm 2022, Công bỏ trốn sang Australia. Trên cơ sở cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An và đánh giá các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, cũng như lời khai của Công và những người liên quan, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định xét xử vắng mặt Nguyễn Thành Công trong phiên tòa diễn ra ngày 29 tháng 10. Ngành Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để đảm bảo cho việc thi hành án. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa điều tra làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Bằng Giang, sinh năm 1980, trú ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, về hành vi buôn lậu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Bằng Giang có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động buôn lậu, vận chuyển một loại dược liệu quý hiếm là thảo đậu khấu nam, tên thường gọi là mắc cá hoặc bo bo, từ Lào về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11 tháng 10 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Mường Lát tiến hành kiểm tra thủ tục giấy tờ hàng hóa khi đối tượng đang sang hàng tại bản Bàng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát để vận chuyển đi tiêu thụ. Quá trình làm việc, đối tượng khai báo hàng hóa được mua tại Lào, vận chuyển về qua lối mở Mường Chanh, không có thủ tục giấy tờ theo quy định. Tổng khối lượng hàng hóa bắt quả tang là trên 17 tấn dược liệu, có trị giá gần 1 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không, bắt giữ một đối tượng cùng 9,3 kg ketamine. Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài, đặc biệt là từ châu Âu về Việt Nam qua tuyến hàng không, bưu điện diễn biến hết sức phức tạp. Để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, từng bước ngăn chặn nguồn cung ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Qua công tác nắm tình hình, ngày 25 tháng 10 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác định Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1993, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là đối tượng nhận hàng ký gửi của 16 kiện hàng sữa nghi chứa ma túy tổng hợp được gửi từ châu Âu về thành phố Hà Nội qua sân bay quốc tế Nội Bài và chuyển tiếp về huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thu thập các tài liệu, chứng cứ có được dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt quả tang Nguyễn Văn Ba khi đối tượng vừa nhận hàng để trên xe ba gác chuẩn bị di chuyển khỏi phòng vé của một công ty vận tải tại thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Điều đáng nói, quá trình bắt giữ, Nguyễn Văn Ba chống trả quyết liệt, định quay đầu xe bỏ chạy, nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Tiến hành kiểm tra người và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 9,3 kg ketamine ngụy trang trong 16 kiện hàng sữa. Khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan chức năng thu giữ trên 600 viên ma túy tổng hợp. Thời điểm bị bắt và tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Ba khai báo gian dối nhằm chối tội và có hành vi muốn tự sát. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục, đối tượng phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, số ma túy trên của một người Việt Nam sống ở châu Âu gửi về cho Nguyễn Văn Ba để tiêu thụ. Nguyễn Văn Ba từng có một tiền án về tội vi phạm các quy định về động vật hoang dã.